Thanh Hoàng kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thế của Tô Lâm đang bị trận đứng bởi lực lượng chống đối Tô Lâm đang lớn mạnh. Kể từ khi thành công triệt hạ Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương đình Mai, những người thân tín của ông Nguyễn Phú Trọng và sau cái chết của ông Nguyễn Phú Trọng thì thế của Tô Lâm thắng như là thế trẻ tre. Lúc đó thì dường như không có thế lực nào có thể ngăn cản được bước đi của Tô Lâm. Những tưởng khi lên được tới ghế Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước, kiêm luôn Bí Thư Quân ủy Trung ương đồng thời có đàn em nắm giữ Bộ Công an thì sẽ không còn bất cứ một lực lượng nào có thể chống chọi lại được lực lượng hưng yên của Tô Lâm. Tuy nhiên thì hội nghị Trung ương 10 vừa qua cho thấy thế trẻ tre của Tô Lâm đã bắt đầu vấp phải những cản lực. Tại hội nghị Trung ương 10 thì không có bất kỳ sự cất nhắc nào đối với phe nhóm của Hưng Yên. Đáng nói ra thì Đại tướng Phan Văn Giang lại bỏ họp hội nghị Trung ương cho triệu tập cuộc họp riêng ở Bộ Tổng cục Tham mưu thuộc Bộ Quốc phòng. Còn tướng Hoàng Xuân Chiến, người được xem là thân cận với Tô Lâm, cũng không tham dự hội nghị Trung ương 10 vì đi thăm Triều Tiên. Bên cạnh đó thì phe quân đội sắp chiếm được chức chủ tịch nước, một chức vụ mà họ thước lấy từ tay của Tô Lâm. Đáng chú ý hơn thì những đề xuất cải cách mà Tô Lâm đề xướng ở hội nghị Trung ương 10 đều không được thông qua và Trung ương Đảng thì vẫn vận hành như cũ. Điều này cho thấy quy tắc luật là Tô và Tô là luật của ông đã bị cản trở ở hội nghị Trung ương lần này muốn xây dựng sức mạnh vượt trội thì trước hết phải áp đặt được luật chơi của mình lên luật chung, phải sửa được luật theo ý của mình và lúc đó thì những lợi thế của phe cánh mới được phát huy. ở khía cạnh này thì tô lâm đang vấp phải một tảng đá lớn. hứa hẹn hội nghị trung ương lần tới sẽ đánh nhau dữ dội hơn để mà tranh giành ảnh hưởng. sau chuyến đi mỹ, ông tô lâm sẽ ghé vào cuba. được Việc này chẳng có lợi gì cho quốc gia bởi Cuba là một quốc gia nghèo đói, Việt Nam nhiều lần đã phải tốn gạo để cứu đói cho người dân Cuba, trong khi thì thành phần cộng sản cầm quyền ở đây thì sống phè phỡn và thao túng quyền lực. Việc ghé thăm Cuba lần này được nhiều chuyên gia đánh giá là ông Tô Lâm muốn làm hài lòng thành phần bảo thủ trong đảng. Thành phần này chẳng bao giờ suy nghĩ cho quyền lợi quốc gia mà chỉ nghĩ đến thứ tình anh em xã hội chủ nghĩa viện vong. Một khi Tô Lâm phải vuốt đuôi thành phần bảo thủ trong đảng thì điều đó có nghĩa là ông vẫn chưa phải là lực lượng mạnh vô đối, vẫn phải nhân nhượng các thành phần khác. Ông Tô Lâm lên tổng bí thư không qua quá trình lựa chọn của đảng mà thực hiện một cuộc đảo chính cung đình mềm và những kẻ đang ngồi mâm dưới của Tô Lâm sẽ không thể đồng tình với những việc mà Tô Lâm đã làm trong tương lai. Nguy hiểm nhất là họ có thể liên minh lại với nhau để chống lại Tô Lâm, khi đó thì không biết ông có đủ sức để mà chừng trị họ hay không. Có vẻ như là từ thế tấn công thì Tô Lâm buộc phải dần chuyển sang thế phòng thủ. Khi thế tấn công bị chặn đứng nếu như ông không có cách để đẩy phe Hưng Yên đi lên thì về lâu về dài thì ông lại có thể bị tấn công. Và hiện giờ thì thế tấn công của ông đã bị chững lại bởi phe chống đang mạnh lên và đang đi những nước cờ lợi hại tháo bạo hơn. Ngay sau khi lên Tổng Bí Thư thì Tô Lâm đã đi Bắc Kinh đảnh lễ. Tuy nhiên thì có vẻ như Tập Cận Bình vẫn chưa tin ông như là tin Nguyễn Phú Trọng trước đây. Tiếp theo thì chuyến đi của Mỹ của ông lại bị Tổng thống Mỹ từ chối gặp. Ông Tô Lâm đang phải cố gắng để giữ thăng bằng giữa hai cường quốc. Nhưng Mỹ thì không hợp tác, tàu thì lại muốn tung đòn. Có thể nói rằng hiện nay thì thù trong giặc ngoài đang nổi lên quanh Tô Lâm. Chính sách lớn thực hiện không thành công và thực lực lượng chống đối sẽ có cớ để mà cấu kết với nhau nhằm chống lại ông. Đi lên bằng bạo lực cách mạng, cai trị cũng bằng bạo lực cách mạng với ngay cả các đồng chí của mình nên Tô Lâm đang gặp phải một cản lực rất lớn do chính ông ta tạo ra. Tô Lâm không là người đơn giản, đi Mỹ nhưng không bỏ thói côn đồ của mình. Tô Lâm đã chỉ đạo một vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều quốc gia và có những diễn biến kéo dài trong nhiều năm. Tô Lâm chỉ đạo một vài vụ việc như vậy, ví dụ như là vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, ngày 23 tháng 7 năm 2017 ngay tại thủ đô Berlin của nước Đức, ông và đưa ông Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam trái phép. Vụ việc này làm xấu đi quan hệ giữa Đức và Việt Nam. Đức cáo buộc Việt Nam vi phạm luật pháp quốc tế vào tháng 6 năm 2022. Có thông tin cho rằng máy bay của chính phủ Slovakia được sử dụng trong vụ bắt cóc. Bộ trưởng nội vụ Slovakia lúc đó là Robert Kalilak bị cáo buộc có liên quan. Khoảng tháng 4 2024, Slovakia khởi tố ông Tô Lâm cùng với 7 người khác liên quan đến vụ bắt cóc. Sau khi Tô Lâm trở thành Chủ tịch nước Việt Nam vào 22 tháng 5 năm 2024, ông được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao. Việc truy tố ông ở Slovakia dự kiến sẽ bị đình chỉ. Có lẽ theo luật pháp quốc tế thì người đứng đầu đảng và nhà nước của một quốc gia có quyền miễn trừ khỏi bị truy tố hình sự ở nước ngoài trong suốt nhiệm kỳ của ông ta. Tháng 6, 2022, chính phủ Đức khẳng định sau 11 tháng đến Đức tị nạn, Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc ngay tại thủ đô Berlin vào ngày 23 tháng 7 năm 2017 để đưa về Việt Nam một cách trái pháp luật. Vụ bắt cóc được thực hiện bởi thành viên của cơ quan mật vụ Việt Nam và các nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Berlin của nước Đức cũng như là một số công dân Việt Nam sống ở châu Âu. Thông cáo từ phía công tố viên Đức cho báo biết rằng ngày 2 tháng 6 năm 2022, vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Đức mang về Việt Nam đã làm xấu đi mối quan hệ giữa Đức và Việt Nam và khiến cho Đức cáo buộc Việt Nam vi phạm luật pháp quốc tế. Slovakia đã tìm cách tránh xa vụ việc sau khi có thông tin trước đó cho rằng máy bay của chính phủ Slovakia được sử dụng trong vụ bắt cóc. Nhật báo Danish Ends của Slovakia dẫn lời một số sĩ quan cảnh sát Slovakia xác nhận Thanh đã được đưa lậu về Việt Nam trên máy bay của chính phủ Slovakia. Các nhân chứng cho biết, Bộ trưởng nội vụ lúc đó là Robert Kalinak đã sắp xếp một chuyến bay chính phủ để mà đón một phái đoàn Việt Nam ở Braha và đưa họ đến Bratislava để dự cuộc họp với Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm. Nhật báo đưa tin Người đàn ông bị bắt cóc và đánh đập được cho là đã được chuyển từ một chiếc xe tải thuê sang một chiếc ô tô thuộc đoàn chính thức và được đưa đến sân bay Bratislava. Phái đoàn sau đó đã bay đến Moscow từ Bratislava, tờ and đưa tin. Báo Frankfurter Olger Old Giai Tung ở Đức cũng đã đưa tin vào tháng 5 rằng ba ngày sau khi vụ bắt cóc thì chiếc xe được cho là dùng để bắt cóc đã đậu trước khách sạn chính phủ Slovakia nơi diễn ra cuộc gặp giữa hai phái đoàn Slovakia và Việt Nam theo hồ sơ của GPS Khoảng tháng 4 2024, Slovakia đã khởi tố Tô Lâm cùng với 7 người khác liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và đưa lậu ông Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam trên máy bay của chính phủ Slovakia. Sau khi Tô Lâm lên làm chủ tịch nước ngày 22 tháng 5 năm 2024, một tờ báo của Slovakia đưa tin là Tô Lâm không còn phải đối mặt với cáo buộc của Slovakia về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vì quyền miễn trừ ngoại giao của Tô Lâm nên việc truy tố ông dự kiến sẽ bình đình chỉ. Luật sư Thomas Jeremy của Đại học Comonius ở Bratislava nói, theo luật pháp quốc tế thì Tổng thống của một quốc gia có quyền miễn trừ trong quá trình thực hiện chức vụ của mình và điều này mang lại cho họ sự bảo vệ khỏi bị truy tố hình sự ở những quốc gia khác trong toàn bộ nhiệm kỳ. Tương lai Việt Nam sẽ ra sao dưới thời của Tô Lâm? Việt Nam không thể trở thành nước có thu nhập trung bình cao với hơn phân nửa dân số thiếu học và thiếu các kỹ năng làm việc với thu nhập trung bình cao, khoảng hơn 10.000 đô la Mỹ hay là 264 triệu Việt Nam đồng mỗi năm. Theo báo Nhân Dân, đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Ngày 16 tháng 9 năm 2024, Tô Lâm cho rằng Đảng là người cầm lãi vĩ đại đưa dân tộc Việt Nam tiến lên mạnh mẽ. Dưới chế độ mà Tô Lâm lãnh đạo, cứ mỗi một đồng nhà nước độc đảng chi cho giáo dục thì chúng chi 15 đồng cho công an và 27 đồng cho quốc phòng. Theo dữ liệu 2024, khoảng 60% dân số Việt Nam sống ở khu vực nông thôn vào năm 2024 và điều này tương đương với khoảng 61 triệu người sống ở khu vực nông thôn dựa trên tổng dân số Việt Nam là 101 triệu người vào năm 2024. Tuy nhiên, có một sự tranh lệch dai dẳng về trình độ học vấn giữa khu vực thành thị và nông thôn. Trong khi đó thì khu vực nông thôn thì luôn tụt hậu so với khu vực thành thị theo quỹ dân số Liên hợp quốc. Tỷ trọng dân số từ 15 tuổi trở lên có trình độ cao đẳng trở lên ở khu vực nông thôn thấp hơn nhiều so với khu vực thành thị, khoảng cách này ngày càng gia tăng theo thời gian, trong đó thì khu vực thành thị đặc biệt là nam giới thành thị cho thấy trình độ và học vấn đại học tăng nhanh hơn. Phụ nữ nông thôn là nhóm chịu thiệt thòi nhất về trình độ học vấn và thậm chí thì so với phụ nữ thành thị, tuy nhiên thì khoảng cách giới tính ở khu vực nông thôn nhỏ hơn ở khu vực thành thị. Các tỉnh phát triển hơn có tỷ lệ người có trình độ trung học phổ thông trở lên cao nhất, ví dụ như Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn có tỷ lệ cao nhất lần lượt là 42%, 38% và 35%. Vùng đồng bằng sông Cửu Long luôn có tỷ lệ hoàn thành bậc trung học phổ thông thấp nhất và tỷ lệ dân số có trình độ đào tạo ngắn hạn dạy nghề cao đẳng thấp nhất. Học sinh Việt Nam ở thành thị có một độ tuổi nhất định đạt điểm trần hơn về môn toán và đọc so với các bạn cùng trang lứa ở vùng nông thôn, lần lượt là 17% và 10%. Học sinh nông thôn có tỷ lệ bỏ học cao hơn 13% với học sinh thành thị và có sự chênh lệch đáng kể trong việc tiếp cận các nguồn lực giáo dục, chẳng hạn như chưa đến 1 phần tư số trường học ở đồng bằng sông cửu long có máy tính hoặc truy cập internet so với hơn 97% trường học ở thành phố sự bất bình đẳng về giáo dục giữa khu vực nông thôn và thành thị càng trở nên trầm trọng hơn so với đại dịch Covid-19. trong đó thì học sinh nông thôn phải đối mặt với nhiều thách thức hơn trong việc tiếp cận các tài nguyên học tập từ xa. Việt Nam không thể trở thành nước thu nhập trung bình cao hơn phân nửa dân số thiếu học và thiếu các kỹ năng làm việc với thu nhập trung bình cao khoảng hơn 10 đô la Mỹ hay là 264 triệu đồng mỗi năm. Để nâng mức cao thu nhập hiện nay từ 4.163 đô la Mỹ hay là 102 triệu mỗi người trên năm thì mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Tô Lâm nếu như thực tâm muốn tiến lên mạnh mẽ thì phải làm gì? Tô Lâm phải tăng tiền cho giáo dục lên ít nhất bằng ngân quỹ của công an trong 6 năm tới, từ 2025 đến năm 2030. Tô Lâm đi Mỹ nhưng vẫn chưa bỏ được thói côn đồ của mình. Cưỡng bức ân xá chính là bắt chim để phóng xanh, bắt giam chính công dân của mình để rồi đổi lấy viện trợ và thỏa thuận quốc tế. Đầu tháng 9, Tô Lâm đã ký lệnh ân xá cho ít nhất là hai người có liên quan đến những bản án vi phạm nhân quyền gồm có Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao và bà Nguyễn Phương Hằng, giám đốc công ty Đại Nam. Ông Giao là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển PLD thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam VUSTA và ông đã lên tiếng mạnh mẽ để sửa đổi những điều luật bất lợi cho người dân trong vụ đồng tâm thì ông cũng ra sức bảo vệ người dân bị hại. Cuối năm 2022, ông Giao bị bắt với các buộc ban đầu đó là gián điệp và sau đó sửa thành trốn thuế và được thả về sau 21 tháng bị tạm giam. Bà Nguyễn Phương Hằng được đặc xá giảm 3 tháng tù trong bản án 3 năm vì vi phạm điều 331, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân. Cùng với việc thả người thì Tô Lâm cũng đã cho phép tờ New York Times mở lại văn phòng ở Sài Gòn và có thể nói Tô Lâm đã chuẩn bị rất kỹ trước chuyến đi Mỹ lần này. Một là không muốn bị chính quyền Mỹ lên án nặng nề về việc vi phạm nhân quyền hay là mong muốn đạt được mục tiêu có lợi cho Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, có lẽ hai người trên cùng tờ New York Times không đủ nặng ký để đưa lên bàn đàm phán ở Hoa Kỳ. Thế là dạng sáng 21 tháng 9, dư luận rúng động khi mà Cộng sản Việt Nam bất ngờ thả ông Trần Huỳnh Di Thức và bà Hoàng Thị Minh Hồng. Bà Hồng là nhà hoạt động môi trường nổi tiếng và có nhiều ảnh hưởng nhất Việt Nam và được quốc tế vinh danh là anh hùng khí hậu. Bà bị bắt năm 2023 với các buộc trốn thuế và chịu bức án 3 năm tù. Ông Trần Huỳnh Di Thức là một kỹ sư doanh nhân, nhà bắt đầu chính kiến nổi tiếng bậc nhất Việt Nam trong vòng 20 năm trở lại đây. Ông Thức bị bắt năm 2009 và bị cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và chịu bản án 16 năm tù. Như vậy, bà Hồng được giảm 20 tháng tù, ông Thức được giảm 8 tháng tù, nhưng điều đáng nói là Tô Lâm cho thả người một cách rất là côn đồ, thả vào lúc nửa đêm và ngay trước khi mà mình bước chân lên máy bay đi Mỹ trên Facebook của mình thì Trần Huỳnh Di thức kể lại rằng ông đã bị đặc xá cưỡng bức vì ông không nhận tội, không xin đặc xá. Nhưng lúc 17 giờ 45 phút ngày 20 tháng 9 năm 2024, hơn 20 người công an ở trại giam số 6 đã xông vào buồng giam khiêng ông ra khỏi nhà tù và đưa ông ra sân bay, đưa Từ Vinh vào Sài Gòn. Hành vi này cho thấy dã tâm của người đứng đầu hệ thống chính trị Việt Nam khi mà bất chấp tất cả để đạt được mục đích cuối cùng. Tô Lâm không quan tâm đến dư luận đánh giá cách làm của mình miễn là ông ta bước chân được tới Mỹ gặp được Tổng thống Mỹ Joe Biden và đạt được những thỏa thuận có lợi cho ông ta và đảng của ông ta. ở ao nhà thì đã là con cá xấu nhưng khi mà ra biển lớn thì Tô Lâm cũng chỉ là con cá lồng tông rõ ràng. Với chuyến đi Mỹ đầu tiên trong vai trò người đứng đầu hệ thống chính trị lần này, thì Tô Lâm khao khát có thể khẳng định vị thế chính trị của mình với quốc tế. Có lẽ Hoa Kỳ cũng không xa lạ gì với cách hành xử côn đồ này của Tô Lâm và Cộng sản Việt Nam. Tô Lâm từng làm dậy sóng quốc tế với việc cho lính sang tận thủ đô Bắc Đích, nước Đức để mà bắt cóc Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam. Còn Việt Nam thì từ lâu nay vẫn có truyền thống là bắt chim để phóng xanh. Họ bắt giam chính công dân của mình để rồi đổi lấy viện trợ quốc tế. Và thậm chí là các tổ chức khủng bố cũng không bằng. Vì khủng bố thì bắt cóc người Mỹ để đổi lấy tiền, chứ không bắt dân của mình làm con tin giống như Cộng sản Việt Nam. Một câu hỏi nữa được đặt ra là khi Tô Lâm về thì ai sẽ bị bắt tiếp? Năm ngoái thì với mong muốn muốn Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Cộng sản Việt Nam đã thả ông Nguyễn Bắc Truyền, một người hoạt động dân chủ và ông Mai Phan Lợi, người hoạt động về môi trường. Trước khi Biden qua Việt Nam, sau khi được Tổng thống Hoa Kỳ ký hiệp định, thì 4 ngày sau, Việt Nam cho bắt Ngô Thị Tố Nhiên, một nhà hoạt động môi trường, giám đốc điều hành của Tổ chức Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam, Việt -S. Tù nhân chính trị là một món hàng không cần vốn nên Cộng sản Việt Nam sẽ không thể để cho nhà tù được chống và họ sẽ tìm mọi cách lấp đầy có thể khai thác bất cứ lúc nào. Dẫu biết rằng tự do không hề miễn phí, khi nào xã hội chưa có tự do thì đó vẫn còn người đứng lên đòi. Tự do, dân chủ là xu hướng tất yếu của thời đại. Chắc chắn sau khi mà thả hai người bất đồng chứng kiến nổi tiếng ở việt nam ra để đổi lấy chuyến đi mỹ thì sau khi tô lâm về nước chắc chắn rằng sẽ bị bắt nhiều hơn rất nhiều có thể là gấp cả tới chục lần để sau này có cái để mà đổi với cộng đồng quốc tế nếu như cộng sản việt nam muốn một cái gì đó có lợi cho mình xin thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sẽ phát hành. Xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi